Tại sao mày nói với tao mày còn con gái? Mày nhìn cho kỹ đi. Em còn con gái thiệt mà anh. Em thề với anh đó, đây là lần đầu tiên của em. Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên của mày mà vậy á hả? Tao không thể nào chấp nhận được mà tao cưới mày về làm vợ. Tao cũng không chấp nhận một con vợ mà đêm tân hôn nó không còn trong trắng. Em cũng không biết làm sao đấy như vậy nữa. Nhưng mà em thề độc luôn á, lần đầu tiên. Mày khỏi thề. Mày đi xuống gặp giường ngủ cho tao. Đi. Đi xuống giường ngủ cho tao. Mày nhắm á, từ đây tới cuối đời mày sống được với tao á thì mày ngủ dưới gầm giường đi. Tao là tao không có chấp nhận con vợ như mày rồi đó. Tao cũng cấm mày nha. Mày mà nói với ba má đi, mày khỏi sống ở nhà này luôn. Sao vậy? Tại sao con về đây? Có chuyện gì? Bình tĩnh nói cho má nghe coi. Anh ngủ với con xong rồi, anh đuổi con xuống gầm giường, anh không cho con lên giường ngủ. Tại sao như vậy chứ? Hả? Trước khi ngủ với con, ảnh còn lấy tờ giấy trắng trải lên giường. Anh nói là không chấp nhận người vợ trong đêm tân hôn. Không còn. Con thề với má, hồi đó giờ con chưa có làm chuyện này với ai á. Đây là lần đầu tiên của con. Con cũng không biết tại sao mà nó trắng trợn tờ giấy như vậy. Ảnh nói cấm con lên giường ngủ với ảnh. Ảnh còn hăm dọa là không được nói cho ba mẹ biết. Ảnh nói con là suốt đời ngủ dưới gầm giường, không được trèo lên giường ngủ. Mà con đã thề là con lần đầu tiên làm chuyện đó mà ảnh không có tin. Được rồi. Con buồn quá má. Má, con tôi. Nín. Để mà tính cho. Để mà cho người qua. Xử mẹ con nó, xử cái thằng đó mà làm cho ra lẽ. Con gái má khổ là má đau khổ lắm con biết không? Đừng má. Đừng. Đi với má. Không được đâu má. Đi cho má. Đừng mà, không được đâu má. Đi mà. Chồng đâu rồi? Chồng, ra đi coi. Má ở đây làm gì vậy? Tao hỏi mày á, tại sao mày đối xử với con tao vậy chứ? Hả? Má còn hỏi con câu đó nữa hả? Má hỏi con câu đó được á, thì má hỏi là con gái của má đi. Con gái của má có còn trong trắng không? Ơi, mày nói vậy mà mày nghe được sao? Dù sao cũng vợ chồng, mày cưới nó về thì mày phải thương yêu đồng bập nó chứ. Nó là con gái mới cưới về nhà chồng, mày phải cho nó một hai bữa. Vợ chồng phải tìm hiểu lẫn nhau. Tại sao mày đối xử với con tao tệ bạc vậy? Nè má, con nói cho má biết, con bỏ tiền ra con cưới vợ thì ít ra nó cũng phải còn trong trắng chứ. Má nghĩ làm sao vậy? Cái thằng này bỏ tiền ra cưới vợ mà cưới một con vợ như vậy hả? Rồi sống sao được hả má? Má chưa thấy nhục sao mà má còn lôi người qua đây nữa. Được rồi, mày bỏ tiền ra cưới thì mới được, chứ không phải là của không mà cho mày. Nhưng mày nghĩ đi, thời đại nào nữa mà mày còn quan niệm cái chuyện đó chứ? Hả? Con tao nó có tội tình gì? Tao nói chuyện đàng hoàng với mày, mày lên suy xét lại. Mà mày rước con tao về sống cho đàng hoàng đó nha. Còn không nè má, con nói cho má biết,
Con gái của má tự bỏ nhà đi về nhà má, chứ không phải là thằng này đuổi. Thằng này chưa bao giờ nói một tiếng đuổi con gái của má về. Chứ tại sao đêm tân hôn vừa cưới xong mà mày đuổi nó xuống giường? Mày ăn nằm với nó rồi giờ mày đuổi nó mà hất hủi nó làm sao? Mày có còn là con người không vậy? Tại ai kêu nó ăn nằm với thằng khác trước khi lấy tôi làm chi? Hả? Bây giờ má muốn nguyên cái xóm này biết hả? Má chưa thấy đủ nhục hả má? Mày quá mất dạy rồi. Tao không nói nhiều nữa. Tao sẽ cho người đập mày, dạy cho mày một bài học á, đạo lý làm người nha chưa à bay. Đừng nói cho tao. Không có đừng cái gì á. Theo quan điểm của Lệ á, chúng ta đang sống trong môi trường hiện đại thì mọi người đừng nên đặt nặng quá vấn đề trong trắng. Chỉ cần chúng ta biết yêu thương, thông cảm cho nhau thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn. Đừng nghĩ trên phim mới có nha, ngoài đời cũng có nè.